Mấy anh em có đi lên trên bản thu được một chút cái mật ong rừng này của bác này. Bây giờ thì cháu cho cô bác cùng xem là những cái mật ong này của bác này, rất là đặc sản của bác. Đây thì ở đây còn là nguyên tổ này của bác, còn là cái phần này thì là cái phần sáp nữa. Thì cháu được xé để đây, không có vắt, chỉ vắt nguyên cái phần này thôi cô bác ạ. Tay cháu Lực thì đang cầm những cái tổ ong rừng nguyên chất hết của bác này. Và bây giờ thì hai anh em bóc ra, cô bác có thể nhìn thấy những cái giọt mật mà nó chảy xuống rất là đặc sệt luôn cô bác. Hôm nay thì cháu Lực có lên trên bản thu mua được một ít mật ong rừng của bác này. Hãy nhìn mật ong rừng thì màu nó sẽ đen hơn mật ong quả một chút. Thì có cô bác nào muốn quan tâm tới những cái sản phẩm và những cái mặt hàng mật ong nguyên chất thì có thể điện cho cháu Lực qua cái số điện thoại cháu Lực để trên màn hình của bác. Rất là mong của bác anh chị sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực của bác. Hay mọi cái mặt hàng cháu Lực đều gửi cho quý ông bà cô chú anh chị thì đều có những cái tem logo của bạn em trên này, và những cái mặt hàng cháu Lực gửi cho cô bác anh chị sẽ là những cái đặc sản ở trên vùng cao và những lít mật mà nguyên chất hết cả cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Thế như Sử thì em có biết là em đi như vậy ấy, rất là nhiều các ông các bà lo cho em không? Có một số cô bác thì cũng có nói với cháu Lực rằng là bảo là đi tán gái thì có phải không? Thế là mình đi đâu? Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh bản em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cái thức phim hôm nay thì phải nói là rất là đáng mừng cô bác ạ. Khi mà em Sử đã quay trở về rồi. Vừa rồi thì cháu Lực có điện cho em Sử rằng là em... điện cho em Sử mà em mới nghe máy rồi, cho nên là cháu Lực là từ ở dưới nhà của em Quân là chạy đến đây cô bác. Buổi sáng ngày hôm nay thì là cháu Lực có cùng với lại mấy thanh niên để chở vật liệu ấy cô bác, thì cũng đã chở được một nửa rồi. Bây giờ thì do là đến chiều thì lại mưa tiếp, thì mưa nhỏ thành ra là không có vận chuyển được vật liệu vào, thì người ta không có chở nữa, và ngày mai thì sẽ tiếp tục là chở vật liệu sau cô bác. Thế còn là bây giờ thì cháu Lực cũng xin mời tất cả quý ông bà cô chú anh chị là cùng theo dõi cái video ạ. Hãy theo dõi là cái câu chuyện mà em Sử cùng em Sử mà đi ra bên kia để làm gì cô bác. Đấy, em Sử đi là đi được 2 ngày là một đêm em không có ở nhà. Đến đêm thứ hai thì đến tối nay thì em ấy lại quay trở về rồi cô bác ạ. Đấy, bây giờ thì cháu Lực cũng đi xuống nhà của em Sử, và cháu cũng rất là tò mò khi mà em ấy đi lâu như vậy thì em ấy đi vì cái lý do gì. Đấy, nhưng mà cũng là một điều đáng mừng rồi khi mà em ấy quay trở lại về đến nhà của mình không có chuyện gì mà xảy ra cả cô bác ạ. Đấy, chỉ sợ là em ấy đi mà có chuyện gì mà xảy ra thôi. Đến tầm chiều thì bây giờ lại bắt đầu tiếp tục là hưởng nắng rồi cô bác. Nhưng mà mấy thanh niên kia thì là không có chở từ trưa rồi, chở mỗi buổi sáng thôi ấy. Hải nhà đấy à? Dạ. Ông đi đâu rồi? Ông không biết đi đâu. Không biết à? Dạ. Anh Sử đi đâu rồi? Anh Sử đi chặt quỷ kia rồi. Chặt quỷ kia à? Dạ. À, hôm nay anh Sử về từ mấy giờ? Tầm 12 giờ trưa. 12 giờ trưa là về à? Dạ. À. Thế lúc hôm chiều nay là em về nhà ăn cơm xong thì Sử đưa em đi học à? Vâng. À, đưa em đi học. Thế là vừa rồi thì về nghỉ sớm thì tự đi bộ về à? Vâng. À. Sử đang chặt cây ở tận đâu? Trên kia thôi ạ. Trên kia à? Vâng. Cùng mà đây anh em mình đi đi nhỉ? Vâng. Đóng cửa đi. Đây. Hôm chiều nay về thì ông có nói gì không? Không nói đâu. Không nói à? Vâng. Thì ông có hỏi bảo là đi đâu về không? Hỏi Sử có như vậy có hỏi không? Anh Sử bảo là anh Sử đi đâu rồi không về. À. Thì anh Sử bảo là anh Sử đi giúp người ta. Đi giúp người ta à? Vâng. À. Thế là hôm nay em cũng hỏi anh Sử rồi à? Hỏi rồi ạ. Hỏi rồi à? Vâng. Em có kể với anh Sử rằng là mình đi tìm Sử không?
Có ạ. Có à? Vâng. Em có nói với anh Sử bảo là em anh đi như vậy thì em lo lắng nói như vậy không? Rồi ạ. Rồi à? Vâng. Vừa rồi đi học về thì đi với ai? Đi với bạn của chú ạ. À. Đi với bạn của chú à? Vâng. À. Nếu mà có xe đạp thì mình em có đạp được lên không? Có đi được không? Không biết ạ. Không biết á? Vâng. Cái đoạn nào mà không đi được thì lấy giáp thôi nhở? Vâng. Xe của Sử đi để đâu? Chắc là để trên kia. Để trên kia à? Vâng. À. Nhà chú có Sử thì cũng đang chuẩn bị làm nhà hay sao cô bác ạ? Đã được thấy cũng là mua thêm vào những cái tấm pro mới. Tốt nào chị chẹp đấy ạ? À? Ao. Tốt nào chị chẹp đấy? Tầng ít bông ở chẹp cờ này. Bông ở chẹp cờ à? Cháu xếp tiếng gì á? À. Vừa rồi là mình có mang thêm đeo thêm ít kẹo nhỉ? Đấy chia cho... Có lấy kẹo không? Nó thang không? Hả bảy? Có nó thang không? Nó không? Đây Hải ơi! Cả Hải nữa đây! Đây! Đấy. Ôi có ngựa chạy đâu hết rồi. Đây bảy. Xin nào bảy. Rồi đây xin. Xin. Cu này chưa biết nói mấy đâu cô bác ạ. Còn ai nữa không nhỉ? Kia à, ra đây. Đây lấy cho chị kia đi. Còn hai thanh niên kia nữa ra đây lấy kẹo không? Hả? À? Này áo này ạ, chín nữa. À mẹ này tăng ăn dân à mẹ này à? Hoan dân à? Lâu vai này? Hoan dân như là? Ờ. Ờ. Đâu ấy? Yeah, không ra à? Không ra. Ồ, sợ ngại thì không cho nữa. Đấy. Ngại thì không có cho nữa đâu. Đây. Đi, để xem anh Sử đây. Anh Sử lấy củi ở tận đâu? Bị thất tay, bốc coi video này hết. Nhà chú thì cũng chuẩn bị là làm nhà mới đấy nhờ. Vâng. Đấy, cũng chuẩn bị là có nhà mới rồi. Cái nhà chú thì cũng ở một cái ngôi nhà ghép mà được bên là hình như là nhà nước cho hay sao không bác ạ? Cũng có khá là đông con đấy, nhà chú thì có tận này. Cơ. Ây da. Vừa rồi đi học về thì ông bảo là Sử lấy củi đấy à? Vâng. À. Đến chiều tối hôm nay thì cháu Lực cũng đã điện cho em Sử. Thì em ấy cũng có bắt máy cháu Lực rằng là bảo là đang ở nhà rồi. Cho nên là cháu Lực là cấp tốc lên trên nhà của ba ông cháu hỏi em Sử cái lý do vì sao mà em ấy đi. Ui, đường này không phải đường đâu, đi đường này này. Có Sử không nào? Sử ơi! Sử lấy củi đấy à? Vâng. Đây. À, nghe thấy tiếng chặt củi của cô bác này. Đang chặt củi dưới kia. Đang lấy củi đấy à? Sứ ơi! Sứ ơi! Đang lấy củi à? Sứ đang chặt củi bên kia này cô bác này. Đấy, và Hải có biết cái này là cái gì không? Không biết ạ. Không biết á? Cái này là người ta đi làm gì? Không biết. Theo như là... Chắc là để đây không phải cắt cỏ, không cho cắt cỏ. Không cho cắt cỏ á? Vâng. À.
À, làm như thế này không cho cắt cỏ à? Dạ. À, ấy phải nói là cô bác này, cái cách mà ở người trên vùng cao ấy, rất là độc đáo của bác, khi mà chặt ra một cái cây như này xong là để một cái cành cỏ như này, cho nên là không có ai cho, không cho ai cắt cỏ cây chỗ ruộng nhà mình vậy. Rất là độc lạ của bác. Đây là lần đầu tiên cháu được chứng kiến được như cái này của bác. Không biết là bà con ở trên vùng cao là đều hiểu như vậy hay sao ấy. Nếu mà thí dụ bây giờ mà không cho lấy củi thì chắc là để một cái cây củi ở trên này. Phải không chứ? Phải không Hải? Phải. Hôm nay cháu được cũng rất là vui mừng khi cô bác khi về là nhìn thấy em củi là đang chặt cây ở bên kia, không có bị làm sao cả. Cháu được chỉ sợ nhất là một điều rằng là về đến nhà là gặp em Sử là nằm biệt một chỗ thôi. Cái điều đấy mới sợ cả. Sử đây lấy củi lâu chưa? Sử ra đây lấy củi lâu chưa? Lâu rồi à? À. Anh tôi hỏi Sử bác. Sử ơi này. Cầm bát lại. Cháu Sử xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Rồi anh chào Sử nhá. Một mình ra đây lấy củi thôi à? Vâng, một mình thôi. Đây. Thế mấy cái cành nhỏ này có lấy về không? Có ạ. Hả? À? Đó. Thế thì chặt ra một tí để anh em mình cầm về nhỉ? Vâng. Lấy một cái cành to thôi à? Vâng. Cái chỗ này là cũng là rừng của nhà em à? Vâng. À. Ở đây thì cháu Lực nhìn thấy là có cái vầu rất là nhiều này cô bác này. Thế bây giờ thì đã 4-5 giờ chiều rồi. Đấy, nghe tin là em Sử là về tới nhà luôn thì cháu Lực cũng cấp tóc lên trên nhà của bác cháu luôn cô bác. Đấy, lên trên thì gặp em Sử còn là rất là đang khỏe mạnh này, đi lấy củi rất là bình thường, không có chuyện gì xảy ra cả. Đây. Bây giờ về chưa? Về rồi ạ. Bạn này mới bay chào các ông bác bảo. Con chào con, kính chào các ông bác. Các bạn. Con xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Có cần buộc lại không? Từ đây có cần buộc lại không? Không, nè, không à? Cứ nằm. Để cho Hải cầm về nhá. Vâng. Con chặt làm gì nữa? Anh vác cả cái cây đi mà. Anh vác cả cái cây đi mà. Thôi, thế chặt ra thì chặt đi. Xong rồi để anh. Chặt mạnh lên. Ông đi đâu rồi Sử? Ông ở nhà đấy ạ. Ở nhà đấy, anh ra có gặp ông đâu. Là mới Hải rồi. Cái là đi Trăng Châu ạ. Trăng Châu à? Có một mình Hải ở nhà thôi. Đào lấy dao cho anh cầm nào thế? Đi được không? Được ạ. Đấy, Sử thì sẽ là chặt là Sử thì sẽ là vác cái cây to hơn được các bác này. Cháu Lực với em Hải thì vác một tí thôi. Ôi, không được rồi, lọt không? Được ạ. Thật vào đầu anh nhá. Ây, ây, tí nữa rồi đấy. Nặng quá. Nặng á? Ờ. Thôi đi thôi Hải. Hay là Hải cầm dao đi nhở? À, không hay Hải, thôi đi, để anh cầm cho. Dép bị làm sao đấy Hải?
Đấy, đến chiều tối như này thì không có nhìn thấy mưa nữa cô bác ạ. Trời thì cũng ngày một nắng lên rồi, thì chắc là ngày mai mấy thanh niên kia sẽ vận chuyển là hết cái phần số gạch còn lại cho cháu Lực. Ôi, nó là cái cung đường mà em sử đi lấy củi ấy cô bác, đi rất là khó. Sử thì có vẻ là đi rất là nhanh cô bác ạ. Hải anh Hải ơi, Hải đâu rồi nhỉ? Hải lạc mất à? Tận sau kia rồi. Thế bây giờ thì đến nhà thì cháu Đức sẽ hỏi rằng là em Sử đi ra bên đấy làm gì cô bác. Ôi lấy về nhiều cây đấy. Vâng. Từ lấy đi lấy một chuyến rồi à? Hay về đến nhà là lấy củi luôn rồi cô bác ạ, không có ngồi nghỉ ngơi một chút nào. Ông thì không biết đi đâu rồi nhỉ. Anh em mình lên trên võ đài ngồi ngồi một tí đi, không thấy mệt quá rồi. Chân của Sử thì đã khỏi hoàn toàn chưa? Khỏi rồi ạ. Khỏi rồi à? Còn là một tí rồi nè, vẫn là đau bôi thuốc à? Vâng. Chân của em Sử thì bây giờ cũng đã khỏi đi hết rồi cô bác. Hôm nọ thì cũng được bác là Trần Thủy Tiên, bác có gửi thuốc cho cháu Lực và cháu Lực cũng đã đưa cho em rồi. Ông thì không biết là đi đâu rồi nhỉ ông ấy? Chăn trâu rồi. Ra lại chăn trâu à? Vâng. Cái thời điểm hiện tại thì đi chăn trâu liên tục thôi nhỉ? Vâng. Nhưng mà sao lại không đi cắt cỏ này? Cỏ này để mấy hôm lạnh mới cắt ạ. Là để đến mùa đông đúng không? Vâng. Thế rơm cái gì mình phải pha với cái cỏ này thì nó ăn được đúng không? Vâng. Thế còn bây giờ thì cháu Đức sẽ hỏi em Sử một chút về là cái vấn đề mà em ấy đi như vậy cô bác. Thế như Sử thì em có biết là em đi như vậy ấy, ở đây thì có rất là nhiều các bác, rất là nhiều các ông các bà lo cho em không? Có ạ. Đấy, sợ là em đi ra bên ngoài kia bị người ta lừa đấy. Vâng. Đấy, có một số các bác thì cũng có nói với cháu Lực rằng là bảo là đi tán gái ấy, thì có phải không? Không phải đâu. Không phải đâu à? Vâng. Thế là mình đi đâu? Đi trả công ạ. Là mình đi trả công à? Vâng. Ủa nhưng mà sao mình đi trả công xa đấy? Chưa trồng lúa chị về đây hộ ạ. Chị về đây hộ à? Vâng. Nhưng mà nhà chị ấy ở bên kia sao lại ra tận đây hộ? Nếu chưa trồng lúa thì nó biết nó ra thôi ạ. À, nó biết nó ra à? Vâng. Thế chị này có nhà ở trên này không hay là ở kia? Ở kia thôi ạ. Ở kia thôi à? Vâng. Nhưng mà từ đây đi ra bên kia lấy chồng hay là như nào? Từ đây sang bên kia ạ. À, từ đây sang bên kia lấy chồng à? Vâng. Thế cái đợt đấy về thì chị có ở nhà ngoại à? Hả? Đợt đấy về thì chị là ở trên nhà của mẹ chị à? Vâng. Thế xong là nhà em cấy thì chị ra hộ luôn à? Vâng. À, thế nhưng mà sao em biết là nhà chị gạt thành ra là em đi? Chị gọi điện ạ. Chị đã gọi điện về à? Vâng. À, là có số điện thoại đúng không? Vâng. Nhưng mà sao em không cầm theo điện thoại để đi theo? Sợ em cầm đi thì tí rơi đâu không biết ạ. À, thế là điện thoại để ở nhà. Vâng. Để ở nhà thành ra là không có sạc pin, anh gọi thuê bao đúng không Hải? Vâng. Xong thì xả Hải sạc pin chưa? Sạc rồi. Sạc rồi à? Vâng. Sạc rồi thì nãy mới điện cho anh à? Vâng. À, đấy sạc có pin trong cái rồi cũng điện cho cháu Lực nói là anh Sử đã về đến nhà rồi, không có chuyện gì có bác. Thành ra là cháu Lực mới từ dưới nhà của em Quân là chạy lên luôn. À, cũng rất là tò mò khi mà em ấy đi như vậy thì không biết là em ấy đi ra bên đấy để làm gì. Đấy, có rất là nhiều cô bác thì bảo là Sử đi lấy gái rồi. Đấy, anh nghĩ rằng là Sử chưa có kinh nghiệm và cái sự dũng cảm để mà nói chuyện với gái đúng không?
Đấy, tại vì cháu Lực cũng là lên tiếp xúc với em Sử rất là nhiều lần rồi cô bác. Thế bây giờ thì về vấn đề mà bảo là đi lấy vợ lấy chồng, đi lấy vợ đấy, thì từ từ hàng lấy nhá. Vâng. Đấy, lúc nào mà làm mà xong nhà đủ tuổi rồi thì mới lấy nhá. Vâng. Năm nay thì em mới có 17 thôi. Đấy, còn là 2 năm nữa. 2 năm nữa thì mình được 20 thôi, 20 thì mình đủ rồi. Nhưng mà nếu mà mình muốn chín chắn hơn thì mình đợi đến bao giờ mà 25 tuổi thì mới lấy. Vâng. Nhá, cứ từ từ mà lấy vợ, kể cả Hải thì sau này cũng thế. Đấy, Hải thì cũng đến là lúc mà cắt tóc rồi đấy nhở. Đấy, tóc cũng dài rồi. Hay hôm nào đi xuống ấy thì tiện thể là đi ra phòng trọ anh ăn cơm xong là anh đưa đi cắt tóc luôn nhá. Đấy, Hải thì bây giờ cháu Lực cũng trọ ở xá với cô bác, thì 12 giờ trưa thì cháu Lực cũng về là nấu cơm ăn. Nếu mà cái giờ đấy thì cũng là giờ của em Hải nghỉ rồi, thành ra là không có phải về nhà nữa. Hải kể với cháu Lực rằng là có những hôm thì ăn bún rồi cô bác, Hải thì không có được ăn cơm ở trường đúng không? Không được. Thế như mọi hôm thì Hải thì ăn cái gì? Ăn bún chua. Ăn bún chua? Vâng. Ăn bún chua này thì một bát bao tiền? Ăn, nếu ăn ít thì một bát 3.000, ăn nhiều thì một bát 5.000. À, thế bún như này là nó là bún chua, là nước nước chua đấy à? Nước chua thôi à? Ui, thế thì cả ngày không ăn cơm thì làm sao mà học được? Được. Thế đến tối về nhà thì ăn cơm một bữa à? Vâng. Ồ. Thế buổi sáng thì ở nhà thì ăn ăn cái gì để đi học? Ăn cơm ạ. Ăn cơm à? Vâng. À. Đấy, Hải thì có nhìn thấy có vui mừng không khi mà anh Sử của mình về đến nhà rồi không có chuyện gì xảy ra? Có ạ. Có à? Vâng. Hôm tối hôm qua thì phải nói là mấy anh em đi cô bác đi hỏi đi ra xá hỏi tất cả các quán tạp hóa thì không qua nhìn thấy em Sử, và lên trên bản thì có nhìn thấy Sử bảo là đi về rồi, nhưng mà chắc là có khi là người ta thấy Sử là chở thóc qua thì nghĩ rằng là đi về ấy. Hôm qua thì Sử có đi về đến nhà xong lại đi đúng không? Vâng. Đi lại đi, nhưng mà lúc mà về nhà thì không có gặp ai à? Không ạ. À, lúc mà về thì mình đi thay quần áo à? Vâng. Thay quần áo xong mình lại đi ra hộ người ta tiếp. Vâng. Đấy, có vẻ như có lẽ là cái thước phim hôm nay cháu Lực đang ghi hình thì nó sẽ rơi vào tầm là ngày mai, thì ngày mai thì cháu Lực mới đăng tải được lên cô bác ạ. Đấy, cũng rất là vui mừng khi mà nhìn thấy em Sử là về đến nhà rồi, không có chuyện gì mà xảy ra cả. Đấy, cái lý do của em ấy đi đấy là đi để giả công thôi cô bác ạ, chứ không có phải là đi về cái vấn đề này nọ trai gái gì ở ngoài kia đâu cả. Đấy, ở đây thì rất là nhiều cô bác, ở đây thì có rất là nhiều các ông các bà lo lắng cho em với lại em Hải đấy. Chỉ sợ rằng là hai anh em đi ra ngoài là bị ai lừa này nọ thôi. Vâng. Đấy, em từ trước đến giờ anh cũng đã nói với em rất là nhiều lần rồi, bảo là muốn đi đâu thì phải bảo với anh cơ mà. Vâng. Bảo với ông và em Hải cơ mà, để cho người ta biết mà. Vâng. Đấy, lần sau thì rút kinh nghiệm nhá. Vâng. Đấy, bây giờ lớn rồi thì anh cũng chỉ nói được cho các em là 1-2 lần thôi. Vâng. Đấy, còn mọi chuyện còn lại thì tự bản thân các em, tự các em rút ra được cho mình những cái ý kiến nào mà nó tốt, nó xứng đáng đúng không? Vâng. Hay em thấy từ lúc mà anh lên với em thì có bao giờ anh dạy các em là dạy hư các em thứ gì chưa? Chưa đấy. Chưa đâu đúng không? Vâng. Đấy. Hay đến thời điểm hiện tại thì bây giờ cũng đã chuẩn bị là làm nhà rồi, thì là mình đi đâu xa ấy thì cũng phải là bảo với anh nhá. Vâng. Đi giả công cho người ta thì cũng phải bảo với anh, bảo với ông một chút nhá. Vâng. Đấy, như kiểu là anh thực sự ra thì anh nói với em này, anh lên trên nhà em mà không có gặp anh, không có gặp em này, gặp ông này, gặp em Hải này, mà ở cùng anh ở trên kia để trông coi người ta, để tiện trong quá trình người ta xây dựng đấy. Vâng. Thì anh cũng cảm thấy anh rất là buồn. Vâng. Đấy, rất là buồn khi mà anh đã rất là tâm huyết và anh rất là muốn cho các em là có một cái ngôi nhà mà càng sớm mà tốt, mà anh lên thì hầu như là như kiểu em với lại ông với lại em Hải xa lánh anh ấy. Đấy, thành ra là những cái điều đấy là anh rất là buồn. Vâng. Đấy. Ngày mai, sáng ngày mai thì em ra điểm trường nhá, xem là người ta chở gạch nhá. Vâng. Chở gạch thì những cái viên gạch mà nó bị vớ nhá, làm đôi nhá. Vâng. Thì là vẫn nhặt được để vào bao tải mình đem ra đây nhá. Vâng. Đấy, tại vì là cái gạch đấy, 6.000 viên gạch thì anh đã khoán cho người ta hết rồi.
cho nên là không thể là bỏ một viên nào cả, trừ phi cái viên nào mà nó bị vụn quá rồi thì không lấy được dùng ấy thì mình không phải lấy nhá. Vâng. Đấy, nhưng mà em ra bên kia thì nếu mà có rác gì này nọ thì em sẽ dọn dẹp để vào bao tải xong là mang ra đây vứt nhá. Vâng. Đấy, ở bên kia thì bây giờ anh đang mượn sân của các cô giáo ấy. Vâng. Đấy, các cô giáo cũng cho thì mình cũng phải biết ý tứ một chút. Vâng. Đấy, chứ không là sau này mình sau này người ta không có bằng mặt và không có bằng lòng đấy nhá. Vâng. Đấy, kiểu như người ta không có thích ấy, không có muốn đấy nhá. Vâng. Đấy. Và bây giờ thì trời cũng là chiều tối một chút rồi cô bác. Đấy, cũng mong sao là tối nay không có mưa nữa để ngày mai mà anh em tiếp tục là chở được gạch vào hết cho cháu Lực cô bác ạ. Một tí nữa thì mấy anh em, hai anh em thì có đi đâu làm gì được không? Không ạ. Không à? Vâng. Là không chỉ con quanh ở nhà đâu, đến giờ nấu cơm là ăn cơm rồi đúng không? Vâng. Xong là chặt củi ở kia đúng không? Vâng. Đấy. Sử thì gửi một lời cảm ơn tới tất cả các ông các bà đã quan tâm tới em nhá. Rất vâng. Ở đây thì các ông các bà là rất là sợ là em đi ra ngoài là gặp những cái chuyện gì mà nó nguy hiểm đấy. Đấy, thứ nhất là em đi ra ngoài gặp tai nạn này. Tai nạn xe này. Vâng. Đấy, bây giờ em mà bị gặp tai nạn mà bị có thể là bị gãy tân hay gãy chân hay gãy tay nó gọi là anh hơi nói quá một chút, nó sẽ tai nạn nó nặng hơn hay là nó cướp đi cả cái tính mạng của mình đấy. Thì vâng. Lúc đấy ở nhà thì em Hải với ông thì em nghĩ rằng là ông liệu còn đủ cái sức khỏe để mà đủ cái tinh thần để mà vượt qua nổi không? Đấy. Vâng. Khi mà một tay ông mà nuôi nấng em lớn từng này. Con xin lỗi các anh, các ông bà ạ. Con đi, con chưa bảo các anh ạ. Đấy. Em đi như vậy và về biết biết lỗi lầm của mình. Thế là ở đây thì không phải là cái sai của em đâu. Vâng. Đấy, ở đây là cũng là em đi trả công cho người ta thôi. Người ta có công với mình thì mình phải đi trả cho người ta. Đấy là cái lẽ thường tình rồi, đúng không? Vâng. Đấy, sau này mà các anh cũng thế. Ai anh mà nợ công của ai thì anh cũng phải đi giả thôi. Nhưng mà lần sau em đi như này thì phải bạn nhớ phải bảo nhá. Vâng. Đấy, trước khi thì anh cũng có bảo với em một lần rồi mà. Nhưng mà tại sao em lại không có nghe theo anh? Tại vì em đến nhà không có ai ở nhà ạ. Đến nhà là không có ai ở nhà. Vâng. Đấy. Hay là đi xuống dưới phòng trọ của anh không nhìn thấy anh ở nhà nữa. Xuống dưới kia không thấy anh đâu. À. Đấy, thế là cũng là do là em đã có ý định là đi bảo rồi cô bác, nhưng mà do là cái thời gian ấy, nếu mà bây giờ từ đây mà đi sang bên kia mà lâu quá ấy, thì thành ra là nếu mà từ đây mà sang bên kia mà đến lúc mà 12 giờ trưa rồi thành ra là không có hộ ai được cái gì thì lại không có được. Hôm đấy là em đi từ mấy giờ? Từ 6 giờ sáng không? Từ 6 giờ ạ. 6 giờ à? Vâng. 6 giờ thì hôm đấy là cháu Lực cũng đi tiêm hay sao cô bác? Đúng rồi. Cái hôm chủ nhật là cháu Lực cũng đi tiêm, thành ra là bạn Hiệu cũng đi cùng cháu Lực, thành ra là hai anh em đi từ rất là sớm. Đấy, thành ra là không có ở nhà. Đấy, nhưng mà anh cứ bảo với Sử nhá. Điện thoại thì nó là một cái thứ để mình dùng để mình gọi điện và liên lạc thôi. Đấy, nếu mà em đi xa như vậy thì có thể cầm theo điện thoại nhá. Vâng. Em sợ làm rơi như vậy thì nó cũng đúng thôi. Nhưng mà bây giờ nếu mà em để điện thoại ở nhà thì thành ra là mình như kiểu là mua điện thoại để ngắm thôi ấy, để xem phim thôi ấy. Đấy. Vâng. Điện thoại là mình phải mua để liên lạc. Vâng. Đấy, anh cũng điện cho Sử rồi nhưng mà làm thuê bao. Đấy, vâng. Lên thì nghe Hải kể thì mới bảo là điện thoại để nhà hết pin rồi. Vâng. Bây giờ thì em gửi một lời cảm ơn tới tất cả các ông các bà đã quan tâm tới em nhé. Vâng. Đã luôn luôn lo lắng cho em, sợ là em gặp chuyện gì ấy. Vâng. Vâng, cảm ơn tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị đã luôn luôn quan tâm đến em ạ. Rồi. Đấy. Hải thì cũng thay mặt anh nhé, thay mặt ông nhá, gửi một lời cảm ơn tới tất cả các ông các bà nhá, đã quan tâm tới lúc nào cũng quan tâm tới ba ông cháu nhà mình nhá. Con cảm ơn các ông các bà đã luôn luôn quan tâm tới ba ông cháu. Con chúc các ông các bà cùng thật nhiều sức khỏe và luôn thành công trong công việc. Đấy, em Hải thì em ấy đi học với cô bác cho nên là em ấy sẽ biết là nói nhiều hơn em Sử.
phải nói là em Sử thì cũng là một người anh mà hy sinh cho em Hải rất là nhiều rồi. Đấy, hôm nay thì cháu Lực cũng đã biết rằng là cái lý do mà em ấy đi như đi với cô bác là cái lý do gì rồi. Thế ngày mai thì lại tiếp tục là cái công việc mà vận chuyển vật liệu của mình thôi nhá. Vâng. Đấy, ngày mai thì mình không phải vận chuyển vật liệu gì cả, cái con gì này. Đấy, đi ra bên đấy là đi để ý hộ cho anh thôi. Đấy. Vâng. Để xem là người ta có vận chuyển hết về cho mình không. Vâng. Cái mấy cái viên gạch mà anh không phải là anh nói đi nói lại nhá, những cái viên gạch mà nó bị vỡ làm đôi như này nhá, vẫn phải nhặt về nhá. Vâng. Đấy, sau này thì đến lúc cái viên đấy thì mình lại cần đấy làm việc khác. Vâng. Đấy. Đấy, bây giờ gạch thì mình cũng đã được mua rồi, ra đến tận đến đây rồi, một đoạn nữa thôi là mình vận chuyển được vào đến nền nhà của mình rồi. Vâng. Thì mình phải cố gắng nhá. Vâng. Trong thời gian tới thì sẽ có một cái ngôi nhà mà mới hơn. Cái ngôi nhà này thì bây giờ sẽ chỉ còn lại cái kỷ niệm của mình thôi. Vâng. Cái ngôi nhà như này thì cái ngôi nhà này thì đã mình đã ở đây từ nhỏ tới lớn rồi. Vâng. Đấy. Mấy nữa thì ngôi nhà này thì mình chỉ để làm kho xong là để trâu thôi. Đấy. Vâng. Còn mình lên trên đấy ngủ, nấu cơm ở trên đấy. Vâng. Đấy, ăn cơm mọi cái. Với lại ở trên đấy thì nó có sóng nhiều hơn. Vâng. Đấy, sau này thì nếu mà làm nhà xong, tiền mà còn dư thì lúc đấy mua thêm tivi thì có thêm mạng rồi, các em mới theo dõi được những cái tin tức ở ngoài kia. Đấy. Vâng. Hải thì cũng sẽ là biết thêm nhiều thứ hơn hai anh em nhá. Đấy. Sử thì đến bây giờ thì cô bác anh chị cũng đã nghe những cái lời của em Sử nói lên rằng rồi là em ấy đi giả công cô bác. Đấy. Ở đây thì có rất là nhiều cô bác không có nói với cháu Lực rằng là em ấy đi tán gái hay là này nọ kia. Đấy, nhưng mà cô bác có thể nhìn mặt của em Sử thì biết một cái cậu bé mà nhìn vào khuôn mặt thì cũng rất là hiền thôi cô bác. Đấy. Bây giờ nói chuyện còn không có dám nói nhiều mà đi gặp mà đi ra kia gặp các bạn thì làm sao mà dám nói. Đấy. Bây giờ đi gặp gái thì mình phải biết nói chuyện đúng không? Vâng. Đấy. Người ta bảo là mồm miệng đỡ chân tay mà, mình có phải biết nói những cái lời mà văn hay thì gái nó mới theo được. Vâng. Đấy, chứ không phải là tự dưng mà mình đi ra mình bô làm sao mà gái nó đi theo được đúng không? Vâng. Đấy. Bây giờ thì không phải ngại ngùng anh nhá. Vâng. Đấy. Sử thì có vẻ là trên khuôn mặt của em thì có vẻ như là cháu Đức đang nhìn rằng là em ấy đang chưa kiểu là làm lại mở lòng với cháu Lực nhiều hơn cô bác. Đấy, do là em ấy đi như vậy thì chắc là cũng biết là cháu Lực đi tìm em, với em Hải đi tìm trong đêm luôn mà. Cũng biết là mình đi như vậy thì nó không bảo với ai, thành ra là sai để các anh, các em, ông là phải lo lắng như này. Bây giờ thì một tí nó chuẩn bị nấu cơm rồi nhỉ? Vâng. À, con lợn kia là không phải là của nhà mình đâu nhỉ? Là của nhà cô à? Nhà cô ạ. À, thế là anh cứ nghĩ rằng là của nhà em. Đấy, anh cứ mừng là có chuẩn bị có thêm ba con lợn rồi. Không phải đâu. Không phải à? Vâng. Con lợn, hai con lợn kia thì to phết rồi đấy nhỉ? Vâng. Đấy, ông thì ở nhà anh thấy là cũng rất là chăm chỉ này, đi xuống làm vườn làm rau này. Vâng. Anh thấy bảo là cái đúa này là ơn nhưng mà hái đi bán rồi à? Ăn nè. Ăn à? Vâng. À. Ông nội thì cháu Lực cũng đăng tải cái cây đúa ở đây cô bác. Cái đúa này thì nó là thuộc đúa đỏ thì như là đắt hơn hay sao ấy, nếu mà mang đi bán ấy. Vâng. Nếu mà chợ thì có ai mua không? Có nhưng mà ít thì ăn thôi ạ. À, ít thì tự ăn à? Vâng. Ông bảo là hôm nọ là chủ nhật là ông cũng có mang đúa cái gì bán à? Em không biết ạ. Không biết á? Vâng. À, thế là hôm đấy là mình đi thì như là không biết đúng không? Vâng. Hải thì có vẻ như là khuôn mặt rất là vui nhờ. Khi mà thấy anh Sử của mình quay trở về rồi, Hải thì rất là lo lắng luôn cô bác. Một người em, hôm nọ thì Hải đi bộ xuống cái kia đấy. Vâng. Đi bộ xuống cái kia mà nói đi 2 tiếng đồng hồ thì mới đi xuống phòng trọ anh. Vâng. Hải đến xong mà đến lúc mà đi xuống thì anh cũng bảo là lên đây xem vật liệu đấy. Thì cũng chưa thấy em về, thế là mấy anh em lại đi tìm luôn. Vâng. Đấy. Nhưng mà rất là may, về đến nhà thì chân tay lành lặn, không có vết xước gì cô bác ạ. Đấy. Đấy, cái điều đấy là cái điều mà quan trọng nhất rồi. Đấy, về đến nhà là mừng rồi. Đấy, lần sau thì rút kinh nghiệm nhá. Vâng. Ừ. Hôm nay thì cô bác cũng đã biết cái lý do rằng là em Sử đi rồi cô bác nhá. Và cháu Lực cũng rất là mong tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ hiểu cho em Sử đi giả công cho người ta. Đấy, ở đây thì là mình có công mà, cho nên là phải là đi giả. Phải nói là bà con ở trên vùng cao này, có bác này, sống với nhau rất là tình cảm. Chỉ cần nợ một cái gì đó rất là nhỏ nhỏ
nhưng mà người ta nhớ rất là lâu cô bác ạ. Đấy. Còn là bây giờ thì cũng khá là tối rồi, thế thì ngày mai thì cứ công việc là anh em mình nói nhá. Vâng. Đi anh buổi sáng sớm thì có thể là anh sẽ lên muộn một chút đấy. Vâng. Còn sáng nào mà anh lên sớm thì anh sẽ lên sớm, còn những sáng nào mà anh không lên được sớm thì anh sẽ lên muộn một chút. Vâng. Đấy, thì có những chuyện gì thì có số của anh rồi thì tự điện cho anh nhá. Vâng. Cần những cái gì thì điện cho anh. Vâng. Đấy, thí dụ như chở cát này, cần bao tải này thì điện cho anh. Vâng. Xẻng thì anh cũng đã mua lên rồi. Đấy, vâng. Anh em chỉ cần việc làm cán thôi. Vâng. Đấy, xẻng xúc cát thì sao nhanh hơn. Vâng. Đấy. Đấy, bà cháu Lực cũng rất là cảm ơn tất cả các ông bà trong thời gian qua đã luôn luôn đồng hành cùng cháu Lực để chung tay cùng nhau giúp đỡ được những cái hoàn cảnh. Phải nói là cháu Lực cũng rất là may mắn khi mà luôn luôn có các ông bà, có chú anh chị Mạnh Thường Quân ở đằng sau lưng cháu Lực, chỉ dạy cho cháu Lực từng chút một để cho cháu Lực có được như ngày hôm nay. Đến thời điểm hiện tại thì kênh của cháu Lực cũng đã được hơn là 7.000 cô bác anh chị là đăng ký kênh rồi. Trong thời gian tới thì cháu Lực cũng rất là mong sẽ có thêm cô bác anh chị cùng cháu Lực đồng hành và đi chia sẻ và đi giúp đỡ được những hoàn cảnh còn khó khăn ở trên vùng cao này cô bác này. Từ lúc mà cháu Lực mới tập tành làm kênh với cô bác thì có rất là nhiều những cái điều mà còn sai sót ấy. Và trong thời gian qua thì cũng được rất là nhiều cô bác anh chị ở trong nước và ngoài nước có điện cho cháu Lực và những để những cái phần góp ý của cô bác ở trên bình luận ở trên kênh, thì cháu Lực tất cả những ý kiến đấy thì cháu Lực luôn luôn là đóng góp lại. Cháu Lực rất là muốn là mỗi một cô bác sẽ để lại một cái bình luận cho cháu Lực để cho cháu Lực biết thêm kinh nghiệm, cũng như là cho cháu Lực để sâu chuối lại được những cái bình luận của cô bác, đúc kết cho bản thân mình một cái tinh thần mà gọi là tinh thần thép với cô bác, một cái ý chí mà rất là kiên cường luôn cô bác. Năm nay thì cháu Lực còn rất là trẻ thôi cô bác, năm nay thì mới được có gần 24 tuổi cô bác ạ. Đấy, có những cái điều mà cháu Lực còn làm thiếu sót ấy thì rất là mong cô bác anh chị Mạnh Thường Quân sẽ nhắc nhở cho cháu Lực để cho cháu Lực được sửa sai ở những ở chỗ đấy cô bác. Đấy, cháu Lực rất là sợ là sẽ trên con đường thiện nguyện của mình sẽ làm một cái điều gì đấy nó không có được hợp tình hợp lý ấy. Điều đấy là rất là sợ cô bác ạ. Đấy, mọi cái sổ sách hay là tiền nong, mọi cái cô bác gửi cho cháu Lực thì cháu Lực đều rất là công đều cháu Lực đều mọi cái cháu Lực những cái vấn đề gì tiền nong, tấm lòng vàng của cô bác anh chị gửi cho cháu Lực thì cháu Lực đều là ghi ra một cái cuốn sổ để cho mình nhớ được lâu hơn cô bác. Hay mỗi một hoàn cảnh thì cháu Lực sẽ để ra một cái cuốn sổ riêng của bác ạ. Hay như ở dưới nhà em Quân thì cháu Lực cũng đã đi giả cái phần khoản ngân hàng cho em Quân rồi cô bác. Bây giờ thì cháu Lực đang ngồi với em Sử, với em Hải thì cháu Lực sẽ đá ra chuyện nhà em Quân một chút cô bác ạ. Đấy, em Quân thì phải nói là một cái số phận mà cũng rất là bất hạnh của bác khi mà trên đôi vai của mình đã bỏ cái khoản ngân hàng xong rồi, nhưng mà còn ông, còn bà, còn em còn phải lo lắng thêm rất là nhiều thứ cô bác. Trong thời gian tới thì cháu Lực cũng rất là mong sẽ có phần trợ duyên của tất cả quý ông bà, cô chú anh chị gửi tới cho những hoàn cảnh mà cháu Lực đang đi chia sẻ cô bác. Hay còn là bây giờ thì cũng khá là muộn rồi, cháu Lực cũng sẽ phải di chuyển là đi về nhà thôi cô bác. Đấy, có lẽ là cái thức phim hôm nay thì cháu Lực xin được kết thúc ở đây thôi cô bác ạ. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú anh chị ở những số tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác anh chị. Chào sự, chào tạm biệt quý ông bà, cô chú anh chị. Chào Hải, chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị.